Và mình thấy cái nét ngọt này nó cũng khá là phổ biến. Riêng bản thân mình nghĩ thì ở thời điểm hiện tại và sắp tới trong tương lai thì sẽ không còn nhiều người chú ý đến cái mùi hương nước hoa này nữa. Những cái phiên bản sau này ra mắt của nhà Chloe thì mình thấy cái mùi hương nó có phần nhẹ nhàng hơn và mát mẻ hơn. Nó sẽ phù hợp với lại cái gu mùi của các bạn châu Á, đặc biệt là các bạn ở Việt Nam. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như lần đầu bạn đến với kênh của mình thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Thì trong cái video này mình sẽ nói về một chai nước hoa, đó chính là chai Chloe Eau de Parfum ra mắt năm 2008. Cái chai nước hoa này thì có thể là có khá là nhiều bạn nữ biết đến nó rồi mà cũng có thể là chưa biết, maybe. Và mình sẽ chia sẻ về mùi hương Chloe Eau de Parfum này xem liệu là năm 2024 rồi thì nó có xứng đáng để sở hữu nữa hay không. Ở cuối video thì như thường lệ mình cũng sẽ đưa ra số điểm đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân của mình nữa để các bạn có thể tham khảo. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn thì các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần thiết kế thì nhà Chloe thường họ sẽ thiết kế cái nơ ở trên một số chai nước hoa của họ để tạo điểm nhấn. Cái thiết kế nơ này thì mình sẽ thấy nó giống ở thiết kế của chai Miss Dior hay là chai My Burberry. Nhìn thiết kế thì nó sẽ có phần tao nhã và duyên dáng hơn. Mình thấy có khá là nhiều bạn nữ thích chụp hình với lại những cái chai nước hoa của nhà Chloe. Đặc biệt là khi mà các bạn sở hữu chai nước hoa thì các bạn có thể sử dụng để làm đồ trang trí trên kệ hoặc là trên bàn trang điểm của các bạn chẳng hạn. Vậy các bạn nữ có thích cái thiết kế chai của nhà Chloe hay không? Hãy cho mình biết quan điểm của các bạn nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đến với phần mùi hương của chai nước hoa này thì khi mà vừa mới sập ra mình sẽ cảm nhận được ngay lập tức cái mùi hương ngọt. Cái mùi hương ngọt này nó đến từ cái nốt hương trái vải và một chút hơi phấn phấn của hoa mẫu đơn nữa. Và khi mà cái mùi hương này nó dry down xuống thì cái mùi hương chủ đạo là mùi hương hoa hồng nó sẽ xuất hiện. Và đó là những cái nốt hương mà mình cảm thấy rõ nét nhất ở cái mùi hương nước hoa này. Thật sự khi mà mình test, mình trải nghiệm cái mùi hương này thì nó cũng hơi khó để nhận biết. Bởi vì đây là một cái mùi hương mà mình cảm thấy nó mix giữa hương hoa và hương trái cây lẫn chung với nhau. Và cái mùi hương nó ngọt khá là mạnh ở giai đoạn đầu, thậm chí là ngay từ lúc mà mình mới xịt luôn. Và mình thấy cái nét ngọt này nó cũng khá là phổ biến. Nếu các bạn đi đến những cái cửa hàng nước hoa và các bạn ngửi một số mùi hương nước hoa, trong đó có cái mùi hương Chloe Eau de Parfum này á, thì các bạn sẽ cảm thấy cái mùi hương ngọt này nó sẽ quen thuộc lắm. Nó sẽ quen thuộc với là những cái chai nước hoa cũng phổ biến ở trên thị trường. Bản thân mình á, thì khi mà ngửi á, thì nó làm mình thấy nó giống hai chai là chai Chanel Coco Mademoiselle á, với là chai Lancôme La Vie Belle. Đặc biệt là chai Lancôme La Vie Belle, mình nhớ tới ngay lập tức cái chai Lancôme đó khi mà mình mới ngửi cái mùi hương Chloe Eau de Parfum này. Và mình nghĩ cái chai Lancôme La Vie Belle thì có khá là nhiều bạn nữ biết đến rồi. Đôi khi có một số bạn nữ nhờ mình gợi ý một số chai nước hoa thì mình hỏi các bạn nó là đang xài chai nước hoa gì, thì 10 bạn hết, 7-8 bạn đang xài Lancôme La Vie Belle rồi. Đến với phần đánh giá của cái mùi hương Chloe Eau de Parfum này thì mình nghĩ cái mùi hương này nó đang dần đi vào lãng quên rồi. Riêng bản thân mình nghĩ thì ở thời điểm hiện tại và sắp tới trong tương lai thì sẽ không còn nhiều người chú ý đến cái mùi hương nước hoa này nữa. Thứ nhất là so với lại nhiều mùi hương ở trên thị trường, ví dụ như Lancôme La Vie Belle chẳng hạn, mình vẫn đánh giá cao Lancôme La Vie Belle hơn. Mà thậm chí không phải là những cái thương hiệu nước hoa khác trên thị trường, mà thậm chí ngay trong thương hiệu Chloe luôn. Những cái phiên bản sau này ra mắt của nhà Chloe thì mình thấy cái mùi hương nó có phần nhẹ nhàng hơn và mát mẻ hơn. Nó sẽ phù hợp với lại cái gu mùi của các bạn châu Á, đặc biệt là các bạn ở Việt Nam. Những cái chai như là chai Chloe Eau de Parfum Naturally ra mắt năm 2021 hay là những cái bản No Man ra mắt năm 2018 chẳng hạn, những cái mùi hương đó mình thấy nó nhẹ nhàng và mát mẻ hơn, nó hợp mũi với là các bạn nữ ở Việt Nam nhiều hơn. Thật sự mình không biết mình nói như vậy thì có chạm tới các bạn nào đang yêu quý cái chai Chloe Eau de Parfum này không, nhưng mà thông thường trên video của mình thì mình hay chia sẻ thật những cái trải nghiệm của mình khi mà mình ngửi những cái mùi hương nước hoa. Và đúng thật là cái mùi hương này nó không gây được cái sự chú ý, gây được cái sự ấn, và đúng thật là cái mùi hương này nó không có gây được cái sự ấn tượng gì đối với mình cả. Tất nhiên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Các bạn có thể trải nghiệm cái mùi hương này xem là các bạn có ấn tượng với cái mùi hương nước hoa này không. Thật sự nếu mà các bạn đã thích rồi thì nó không có vấn đề gì cả. Và đó là một chút chia sẻ của mình về cái chai Chloe Eau de Parfum này. Đối với phần chấm điểm thì cái nét đặc biệt mà chấm là 1/5 điểm. Cái mùi hương này như mà đã nói thì nó an toàn thôi chứ nó không có thật sự gây ấn tượng. Mùi hương nó cũng khá là quen thuộc, nó cũng hơi cũ rồi. Về độ đa dụng thì mình sẽ chấm là 2/5 điểm. Cái mùi hương này nó có nét ngọt cho nên là những cái ngày mà nóng quá thì các bạn cũng sẽ hơi khó xài. Và cái mùi hương nó cũng không có gây ấn tượng với những người xung quanh nữa, để các bạn có thể đi tiệc hay là đi chơi với lại bạn bè. Độ lưu hương thì mình thấy nó lưu cũng khá là tốt.
Trên da mình khoảng từ 7 đến gần 8 tiếng, cho nên độ lưu hương này mình sẽ chấm nó ở mức là 4 đến 5 điểm. Độ tỏa hương cũng khá là xa, nó tỏa khoảng hơn cánh tay, cho nên mình cũng sẽ chấm nó là 4 đến 5 điểm luôn. Còn về giá tiền thì giá cho chai 100ml là 168 đô Mỹ. Cái giá này thì mình thấy nó hơi cao một chút, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này là 2.8/5 điểm. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ với các bạn cái chai Chloe Eau de Parfum này. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương này? Các bạn có thích hay là không thích cái mùi hương này? Hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để cho mình một like, như là một subscribe tiếp theo nhiều lần cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới mỗi thứ bảy mỗi tuần. Và nếu có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa. Cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.